Khánh Linh xin chào mừng tất cả quý khán giả đang trở lại với kênh MC Khánh Linh USA được chiếu trên kênh Facebook cũng như là YouTube. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Khánh Linh mỗi ngày trong chương trình Chuyện gì hết. Ngày hôm nay Khánh Linh xin gửi đến quý vị bản tin về việc cảnh báo từ những sở cảnh sát của nhiều tiểu bang khác nhau về cái nạn mà khoan bình xăng trộm nhiên liệu vì giá xăng càng ngày càng tăng. Bây giờ chiêu của nó hay lắm quý vị ơi, quý vị phải theo dõi thông tin chi tiết nhé. Bên cạnh đó là một cái ngày mà được thiết kế sáng lập ra, đó là ngày gọi là Equal Pay Day. Đây là một cái ngày mới và ông Tổng thống Biden cũng đã ký một cái sắc lệnh hành pháp mới liên quan đến cái việc mà tiền lương giữa người phụ nữ và người nam giới đó quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Thưa quý vị, mở đầu chương trình, Khánh Linh xin cảm ơn trung tâm dạy học New Horizon Academy là trung tâm dạy kèm cho các em học sinh từ kindergarten đến năm 2 đại học với nhiều chương trình giúp homework, bài tập nhà sau giờ học, chương trình nâng cao cho những em học sinh giỏi và những chương trình luyện thi đại học. Và bên cạnh đó cũng không quên những cô chú lớn tuổi muốn học thêm tiếng Anh, có những lớp tiếng Anh dành cho người lớn. Nếu quý vị có những nhu cầu về học vấn, xin liên lạc với trung tâm New Horizon Academy 1-800-590-9027 nhé. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên mà Khánh Linh muốn gửi đến cho quý vị đó là việc cảnh sát nhiều tiểu bang như là Washington ở Georgia đã cảnh báo cái nạn mà những thằng ăn trộm đó quý vị, nó khoan bình xăng của mình để lấy xăng của mình để có thể nó đi bán lại cho người khác hay sao đó, hay là nó không có tiền đổ xăng nên nó phải làm những cái chuyện đó nha quý vị nhé. Hiệp hội xe hơi gọi tắt là AAA cảnh báo là những người chủ xe phải cảnh giác về nạn khoan bình xăng trộm nhiên liệu. Và cảnh sát cũng đã cảnh báo về là những người ăn trộm đó, người ta sẽ chui xuống gầm xe của mình và người ta khoan thủng cái bình xăng của mình. Thưa quý vị, thì trước đây nó không có khoan bình xăng như vậy. Trước đây là nó chỉ hút thôi, nó chỉ lén hút xăng của mình ra từ cái bình xăng của mình thôi. Tuy nhiên thì các xe đời mới bây giờ thì không có làm được cái điều đó nữa, hay là nhưng mà nếu làm vậy thì bây giờ bị người ta phát giác nhiều quá nên họ đổi qua cái cách khác. Và giá xăng càng ngày càng tăng khiến những ăn trộm táo bạo hơn, đó là chui xuống gầm xe, khoan thủng cái bình xăng xe và lấy cái nhiên liệu xăng của mình ra. Cái này hơi bị ghê nha quý vị ha, tưởng tượng coi mình đang ngủ trong nhà, sáng dậy bình xăng của mình không còn xăng mà bình xăng của mình cũng bị hư nữa quý vị. Theo Hiệp hội xe hơi AAA họ có nói đó, những cái bình xăng mà bị lủng như vậy mình thay đó trị giá lên tới $1,000 một bình xăng lận quý vị. Mình có thể claim với lại bên bảo hiểm nè, rồi bảo hiểm có thể trả tiền cho mình để mình đi thay bình xăng mới. Nhưng mà nhiều khi tiền đi đất thay bộ còn nhiều hơn cái tiền mình thay cái bình xăng nữa, đúng không quý vị? Đó, cho nên nhiều khi mà ai bị xui á, cũng tốn tiền rồi nha quý vị nha. Và cảnh sát ở Atlanta cũng như là cảnh sát ở thành phố Everett, tiểu bang Washington cũng phát hiện là nhiều tên trộm đã cắt đường ống dẫn nhiên liệu dưới xe trộm xăng của nhiều người nạn nhân là chủ xe. Cho nên Hiệp hội AAA có khuyến cáo là chúng ta khi đậu xe ở những cái nơi thì chúng ta đậu ở những nơi đông người quý vị, để tránh những cái trường hợp không hay xảy ra là ăn trộm sẽ chui xuống gầm xe của mình để lấy xăng. Mà nếu tưởng tượng quý vị tối ngủ ở trong nhà đi, sáng dậy thì sao quý vị? Tại vì ngủ như vậy nó mới có nhiều thời gian nó mới lấy xăng được, chứ nhiều khi đậu ở parking ở chỗ nào vắng vẻ nó cũng chỉ có khoảng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ mình đi shopping trong đó nó lấy thôi. Nhiều khi nó lấy không kịp, nó dễ bị bắt, đúng không quý vị? Cẩn thận nha quý vị ơi, bây giờ nói chung lạm phát rồi giá xăng cao đó sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân rất là nhiều, đặc biệt là những tệ nạn xã hội sẽ xảy ra. Tiếp theo là về tin tức ngày Equal Pay Day. Equal có nghĩa bằng nhau, Pay Day là ngày được trả lương đó quý vị. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thứ ba 15 tại tháng 3 thì Tòa Bạch Ốc đang từng bước kết thúc sự chênh lệch trả tiền lương giữa hai giới, phụ nữ và quý ông, cho tất cả những người nhân viên của chính phủ hay là các nhà thầu của chính phủ liên bang. Và Tổng thống Biden sẽ ký cái lệnh hành pháp này vào ngày hôm nay, khuyến khích chính phủ phải xem xét lại các nhà thầu liên bang, tìm kiếm thông tin
lịch sử tiền lương của những người mà đang muốn tìm việc làm. Và một chỉ thị mới nữa của bên Bộ Lao động là nhằm tăng cái nghĩa vụ của các contractor, là những nhà thầu liên bang, đối với tiền lương, giúp chống lại cái sự mà gọi là chênh lệch tiền lương dựa trên giới tính nè, sắc tộc nè, hay là chủng tộc của người ta, những cái người mà muốn xin việc làm á quý vị. Thì Equal Pay Day được thiết kế để gây sự chú ý về việc phụ nữ phải đi làm bao lâu nữa thì mới được bằng với tiền lương của người đàn ông làm những năm trước đó. Ý người ta đang nói là cái sự chênh lệch, cái sự mà cái gap giữa cái lương của người đàn ông và người phụ nữ quá cao, có nghĩa là người phụ nữ vẫn không được trả bình đẳng bằng cái tiền lương của người đàn ông đó quý vị. Và chính quyền của Tổng thống Biden còn muốn chống lại sự phân biệt nghề nghiệp để giúp cho phụ nữ tiếp cận tốt hơn với những công việc được trả lương cao, mà xu hướng trả lương cao cho những cái việc này là dành cho nam giới nhiều hơn. Trong những năm 2020 và trước đây thì phụ nữ chỉ kiếm được trung bình 83 xu. Nếu mà đàn ông kiếm 1 đồng á, thì phụ nữ kiếm được có 83 xu thôi quý vị. Theo cái nghiên cứu người ta cho biết như vậy ha. Và cùng công việc luôn, cùng công việc nhưng mà người phụ nữ vẫn kiếm tiền ít hơn người đàn ông với công việc đó. Và dĩ nhiên 83 xu là trung bình thôi quý vị, nhưng mà người ta cũng tính theo là giới tính nữa. Những người phụ nữ da đen nè, những người Latino là những người Hispanic á, những người ở châu Mỹ Latin nè, giống như là Mexico, Venezuela, Colombia đó, và những người phụ nữ người Mỹ mà Native American, là người Mỹ bản địa đó quý vị, thì cái tiền này còn chênh lệch cao hơn nhiều nữa quý vị. Thay vì 83 xu với 1 đồng đúng không, thì có thể nó còn thấp hơn 83 xu nữa, là chênh lệch nó càng nhiều hơn nữa. Thì dĩ nhiên khi mà tiền lương chênh lệch như vậy, tiền lương thấp hơn như vậy thì ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, đó là những cái tiền về hưu đó quý vị. Thì dĩ nhiên người đàn ông được lãnh lương nhiều cao hơn thì dĩ nhiên người ta sẽ được những cái tiền an sinh xã hội, social security, hay là những cái tiền retirement nó sẽ được nhiều hơn, benefit nó sẽ được nhiều hơn, cao hơn. Thì người ta tính là trung bình đó, những cái người phụ nữ lãnh tiền social security benefit đó quý vị chỉ được có thảm 80% so với người đàn ông mà thôi. Thưa quý vị, thì đối với người phụ nữ châu Á, bởi vậy các anh thương những người phụ nữ châu Á lắm đúng không? Biết người phụ nữ châu Á giữ tiền kỹ lắm, cho nên thôi, thấy phụ nữ châu Á nhiều khi không được pay nhiều bằng đàn ông, chắc nên cho vợ giữ tiền hết đúng không ạ? Đó, cho nên các anh cứ tự nhiên mà đưa tiền cho vợ giữ nha quý vị. Chúng tôi giữ kỹ lắm quý vị ơi, xài kỹ dữ lắm, đừng có lo lắng, không mất không mẻ khúc nào đâu nha. Nhưng mà đối với người Mỹ quý vị, tiền ai nấy xài. Tại Khánh Linh cũng thấy có nhiều trường hợp lắm, đa số là người phụ nữ Mỹ đó, người ta lấy chồng là chồng có account riêng, vợ có account riêng, tiền ai nấy xài. Có một lần Khánh Linh đi shopping quý vị, thì vào đó thì người vợ với người chồng để mua đồ để chung cái xe, thì khi tính tiền thì cái người tính tiền hỏi có tính cái đó không, thì cái người vợ nói no, that's his, cái đó của chồng tôi, cái ông đó đó, chứ không phải là tôi không có trả cho ổng hết á, ổng tự trả. Rồi bà còn quăng lại cái đó chơi cho ông này để ông này tự trả nữa quý vị. Cho nên nhiều khi mà vợ chồng mà có cái sự riêng riêng như vậy á, nhiều khi không có thấy nó được gắn kết. Mà nhiều khi có riêng thì cũng tốt, mà nhiều khi có riêng thì cũng không tốt đâu quý vị ha. Thì tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình mà thôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong những bản tin ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày hạnh phúc và bình an, bữa cơm ngon bên gia đình quý vị nhé. Và đừng quên like và share video này, cũng như là ủng hộ kênh số 2 của Khánh Linh, đó là Cô Giáo Linh Cuộc Sống Mỹ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau ạ. My name is Jennifer Lee and I started attending the Risings Academy around 2012 when I was in either first or second grade. I've been enrolled in their Saturday program, summer program, and SAT program, as well as private one-on-one tutoring, specifically with Dr. Ryan himself. Dr. Ryan has personally tutored me since I was probably around third grade and greatly helped me get ahead in my academic coursework. I was probably learning about two grade levels ahead of my current grade level up until sixth or seventh grade, where I started solely taking their SAT program to train and prepare for the SAT, which did help me greatly improve my SAT score. And Omni Risings Academy has greatly helped me on my academic journey. Xin chào, tôi năm nay 56 tuổi, tôi đang sinh sống tại Toronto, Canada. Tôi đã tham gia lớp học online ESL người lớn tại trung tâm New Region. Sau thời gian học thì tôi cảm thấy tôi tự tin hơn khi tôi giao tiếp với người bản xứ, như đi chợ, đi ngân hàng,
đi làm. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các giáo viên tại trung tâm đã giảng dạy cho giúp tôi có những bài học sát với thực tế, giúp cho tôi sớm hòa nhập với cộng đồng.